Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Ba bà đi cùng đi chơi công viên. Ba bà đi cùng đi chơi công viên. Mình đang làm gì? Đi câu cá và hái hoa. Đi câu cá và hái hoa. Ngày mai và ngày mốt là sinh nhật của Paris đó. Dạ. Paris được mấy tuổi ta? Mấy tuổi? Paris được 4 tuổi. Paris được 4 tuổi. Ba hỏi nè, Paris có nhớ ông bà nội không? Dạ có. Ba sắp đi về nhà thăm ông bà nội đấy. Dạ. Paris có muốn nhắn cái gì cho ông bà nội không? Dạ có. Paris nói đi. Paris có thương ông bà nội không? Dạ có. Chúc ông bà nội làm sao? Dạ con là ông nội mau hết bệnh. Cho ông nội mau hết bệnh. Bà nội thì làm sao? Dạ. Bà nội hả? Khỏe. Chúc bà khỏe. Mai mốt con về con thăm ông bà nội. Mai mốt con về con thăm ông bà nội. Cùng các anh chị nữa. Cùng các anh chị nữa. Con có nhớ anh gì không? Chị gì không? Dạ. Là chị Ban Châu. Đúng rồi, còn ai nữa? Làm Tôn. Đúng rồi. Bên Nam Hóa. Bên Nam Hóa. Còn anh gì nữa? Chú Trinh Út. Đúng rồi. Em gì? Dạ. Em gì? Em Annie. Em Annie. Đúng rồi. Bây giờ con có hát bài hát gì cho bà nội nghe không? Dạ có. Rồi, mình hát một bài coi nè. Dạ. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Bà trắng bà xanh như mây, cháu yêu bà cho nắm bà tay, cháu đợi cháu biết bà vui. Hi. Hay quá, bà nội nghe thế thích lắm đấy. Dạ con chúc được cô hái có một hai rồi.